giao con chữa bệnh, nhận hũ tro cốt, công an đề nghị khởi tố bị can người thiêu xác. Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất hồ sơ gửi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai người trong vụ giao con chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt ngày 20 tháng 9. Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang viện đề nghị khởi tố vụ án xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, khởi tố bị can đối với Lê Minh Quang, 45 tuổi và Cao Thị Thu Bích, 39 tuổi, cùng ngụ tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk liên quan vụ giao con chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt. Tuy nhiên, theo trình tự thì Viện Kiểm sát Nhân dân cần có thời gian và chờ kết quả giám định ADN mới có quyết định khởi tố hay không, chắc sẽ sớm khởi tố vụ án thôi, vị này cho biết. Ông Lê Minh Quang là người bị gia đình ông NHN, ngụ thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, có đơn tố cáo liên quan cái chết chưa rõ nguyên nhân của con trai 3 tuổi là bé N, LMQ sau khi nhận được tin tố giác tội phạm của gia đình ông N, công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc xác minh và triệu tập ông Quang để làm việc. Bước đầu ông Quang khai cháu Quy tử vong do COVID-19 và ông thiêu hủy thi thể cháu Quy rồi mới đưa ra Huế bàn giao cho gia đình. Như báo Người Lao Động thông tin, đầu tháng 3 năm 2022, vợ chồng ông N giao cháu NLMQ sinh năm 2019, chậm phát triển trí não cho ông Quang ở thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng điều trị với số tiền 200 triệu đồng mỗi tháng, rồi về Huế. Tuy nhiên, bất ngờ ngày 27 tháng 3, ông Quang điện cho ông N nói đang ở Huế và hẹn gặp tại quán cà phê. Tại đây, ông Quang nói cháu Quy đã chết, do bị COVID-19 nên ông đã tự thiêu thi thể cháu bé chứ không trình báo với cơ quan chức năng và chính quyền sở tại. Phú Yên, án mạng nghiêm trọng, vợ chết, chồng nguy kịch. Khi người cha tới nhà con gái, lấy quần áo cháu ngoại để chở cháu đi học thì phát hiện vụ án mạng đau lòng khi con gái đã chết trong buồng ngủ, bên cạnh có một cây búa, còn con rể đang nguy kịch với vết cắt trên cổ sáng nay, ngày 20 tháng 9. Ông Nguyễn Hữu Từ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cho biết đã nhận được báo cáo về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân. Sáng nay, công an huyện đã báo cáo vụ việc và tôi đã chỉ đạo bảo vệ hiện trường, khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ án mạng, ông Từ nói. Theo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lãnh, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, ông Võ Đình Phùng, sinh năm 1955, ngụ thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, đến nhà con gái là chị Võ Thị Lợi, sinh năm 1991, ở gần đó để lấy quần áo, cháu ngoại về chở cháu đi học. Tuy nhiên, khi vào nhà, ông Phùng phát hiện chị Lợi đã chết trong phòng ngủ, bên cạnh có một cây búa. Chồng chị Lợi là anh Huỳnh Hậu, sinh năm 1985, có vết cắt trên cổ, dù thương tích rất nặng nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Sau khi ông Phùng hô hoáng, công an và trạm y tế xã Xuân Lãnh đã đến bảo vệ hiện trường, đưa anh Hậu đi cấp cứu, đồng thời báo cáo công an huyện Đồng Xuân tiến hành điều tra. Công an huyện Đồng Xuân và công an tỉnh Phú Yên đang phối hợp khẩn trương điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này. Theo một nguồn tin, trước đây chị Lợi đã có một đời chồng và có với người này một con gái. Tối qua, ngày 19 tháng 9, con gái chị Lợi ở nhà ông bà ngoại. Vụ tai nạn đau lòng đã được cảnh báo từ trước ở Quảng Nam. Một học sinh băng qua lối mở nhỏ hẹp trên đường Nguyễn Hoàng ở tỉnh Quảng Nam rồi xảy ra va chạm giao thông khiến người đi xe máy tử nạn. Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 20 tháng 9, trên tuyến đường tránh quốc lộ 1 đường Nguyễn Hoàng đoạn qua địa phận phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người chết, một người bị thương. Thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Ý, sinh năm 2002, trú xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 74F13836 một lưu thông trên phần đường phía bên phải tuyến đường tránh Nguyễn Hoàng theo hướng núi Thành, Đà Nẵng. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe đạp do em Lê Hùng Thi S, sinh năm 2009, trú phường Hòa Thuận, điều khiển băng ngang qua đường Nguyễn Hoàng từ lối mở. Hậu quả, anh Ý tử vong tại chỗ, em T bị thương nhẹ, cả hai xe đều bị hư hỏng nặng. Đây là vụ tai nạn hết sức đau lòng và đã được cảnh báo từ trước. Trước đó, báo Người Lao Động đã từng phản ánh, nhiều năm qua, trên tuyến đường Nguyễn Hoàng đoạn qua phường Hòa Thuận tồn tại lối mở nhỏ hẹp gây mất an toàn giao thông. Thời gian qua, chính quyền phường Hòa Thuận và người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị đến các ngành chức năng, đề nghị mở một lối đi tại khu vực này để họ được đi lại thuận tiện, an toàn, nhưng vì nhiều lý do nên đòi hỏi chính đáng của người dân chưa thành hiện thực. Ngày 23 tháng 3, Chi cục Quản lý Đường bộ 3, một cục quản lý đường bộ 3, Tổng cục Đường bộ phối hợp cùng một số cơ quan của tỉnh Quảng Nam tổ chức đóng lối đi này, nhưng bị người dân phản ứng nên chưa thể thực hiện. Đây là tuyến đường dân sinh có từ bao đời nay, là nơi lưu thông thường xuyên của hàng ngàn hộ dân sinh sống tại phường Hòa Thuận. Năm 2001, tuyến đường tránh quốc lộ 1 hình thành, cắt ngang qua lối đi này. Nếu di chuyển một cách an toàn, đúng luật giao thông, thì người dân phải đi vòng mất từ 2 đến 4 km nên nhiều người dân chấp nhận mạo hiểm đi qua lối đi này. Người dân nói rằng họ đồng tình, đóng lối mở nhưng phải được thực hiện sau khi cơ quan chức năng mở lối đi thuận tiện ở khu vực đó, để cho họ lưu thông một cách an toàn.
Liên quan đến vấn đề này, sau khi bị người dân phản ứng không cho đóng lối mở, đầu tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ đã có buổi làm việc với Chi cục Quản lý Đường bộ 3, 1 và các cơ quan liên quan. Các bên thống nhất sẽ nghiên cứu xây dựng nút giao trên tuyến đường Nguyễn Hoàng có bố trí đèn tín hiệu đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông. Tuy vậy, từ thời điểm đó đến nay việc mở nút giao thông cho người dân đi được thuận lợi, an toàn vẫn chưa được triển khai. Trong khi đó, hàng ngày, hàng ngàn người dân vẫn qua lại lối mở này bất chấp nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông khác. Bắt một vụ trưởng văn phòng chính phủ liên quan vụ chuyến bay giải cứu. Ngày 20 tháng 9, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ. Nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can. Bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hải, vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế thuộc văn phòng chính phủ. Ông Nguyễn Thanh Hải bị điều tra về tội nhận hối lộ. Đây là người thứ 18 bị khởi tố trong quá trình điều tra sai phạm liên quan các chuyến bay giải cứu công dân từ nước ngoài trong dịch COVID-19. Trước đó, hai chuyên viên của vụ quan hệ quốc tế cũng bị bắt gồm bà Nguyễn Thị Mai Anh và ông Nguyễn Tiến Hân. Vụ án này được cơ quan an ninh điều tra khởi tố từ cuối tháng 1, sau đó lần lượt khởi tố, bắt giam các bị can là cán bộ, cựu quan chức Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, cựu lãnh đạo và cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Trong đó, quan chức cao nhất bị khởi tố đến nay là ông Tô Anh Dũng, 58 tuổi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Dũng bị điều tra về tội nhận hối lộ. Một số cán bộ khác tại Bộ Ngoại giao cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Đỗ Hoàng Tùng, Phó Cục trưởng, Lê Tuấn Anh, Chánh văn phòng và Lưu Tuấn Dũng, Phó phòng bảo hộ công dân. Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, ông Trần Văn Dự, nguyên cục phó và hai cấp dưới là Vũ Sĩ Cường và Vũ Anh Tuấn bị bắt về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, cơ quan điều tra khởi tố Phạm Trung Kiên, chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế, Ngô Quang Tuấn, chuyên viên vụ hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải, Nguyễn Mai Anh, chuyên viên vụ quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ, Bùi Huy Hoàng, cán bộ Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế. Những người bị khởi tố tội đưa hối lộ trước đó gồm bà Nguyễn Diệu Mơ, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Du lịch và Dịch vụ Hàng không An Bình, Nguyễn Thị Tường Vi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn và Đầu tư ATA Việt Nam và Nguyễn Thị Dung Hạnh, 50 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn G Việt Nam 19. Tại cuộc họp báo hồi cuối tháng 6, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra cho biết kết quả điều tra bước đầu đã chứng minh các bị can nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD. Trước đó, người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết có gần 2.000 chuyến bay giải cứu người Việt từ nước ngoài về trong các đợt COVID-19 vừa qua. Mỗi chuyến bay sau khi trừ chi phí, lợi nhuận vài tỷ đồng.